Vừa rồi mình có mời hai bạn đi tham quan công ty và sản phẩm ấy. Thì bạn Ngọc Hà vừa rồi là sử dụng cái sản phẩm giảm cân của công ty, thì mình muốn hỏi ý kiến của Ngọc Hà, xem Ngọc Hà phát biểu cái cảm tưởng của Ngọc Hà sử dụng cái sản phẩm giảm cân của bên công ty mình. Hôm nay thì Hà và anh Lý rất là vui khi được công ty trách nhiệm hữu hạn Phạc Ma Quốc Anh mời đến tham quan nhà máy và trực tiếp xem cái dây chuyền sản xuất, thì cảm thấy rất là yên tâm về sản phẩm khi mà công ty có mô hình có như sản xuất được chuẩn của Bộ Y tế. Nên là khi mà dùng cái sản phẩm này thì Hà lại càng yên tâm hơn. Cái thời gian vừa rồi nghỉ dịch thì Hà có tăng lên khoảng hơn 5 cân, nhưng mà sau khi sử dụng cái sản phẩm này thì nhanh chóng giảm được 4 cân mà không hề có mệt mỏi hay là có một cái phản ứng gì đối với thuốc cả. Và cảm thấy đây là một sản phẩm mà Hà nghĩ rằng là nhiều chị em phụ nữ chắc chắn là sẽ tin tưởng để sử dụng. Xin hỏi đại diện của công ty, đây là nói nhỏ là về chị em phụ nữ thì là bao giờ cũng muốn là có eo, tức là muốn giảm cân, có nhu cầu giảm cân thì dùng sản phẩm này. Thế nhưng mà có một cái sản phẩm nào đó mà để cho mình trông trông như nó, cho nó bệ vệ, trông như nó oai đấy, thì cứ như anh em mình là ok, là hơi đuối. Tới đây công ty mình sẽ sản xuất ra mắt một sản phẩm tăng cân nữa. Ui rồi ôi, thế thì tuyệt vời. Ui gì, thế này thì công ty trách nhiệm hữu hạn Phạc Ma Quốc Anh chắc chắn là ok, anh em mình còn gặp nhau. Anh em mình phải gặp nhau ở sản phẩm sau là tăng cân. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vừa rồi là bạn Ngọc Hà sử dụng cái sản phẩm, thì mình muốn hỏi riêng Ngọc Hà, để Ngọc Hà chia sẻ cho mọi người là Ngọc Hà sử dụng bao nhiêu thời gian và giảm được bao nhiêu ký. Hiện nay ở trên thị trường có rất nhiều sản phẩm dành cho người ăn kiêng và dành cho những người có nhu cầu giảm cân. Như riêng Hà thì Hà chỉ lựa chọn một sản phẩm duy nhất, đấy chính là kẹo chocolate giảm cân này. Với những người mà sành ăn, khi mà cắn viên kẹo vào sẽ cảm nhận được cái vị ngon, ngọt, thanh, mềm của kẹo. Và hơn nữa, cái sản phẩm này Hà rất tin tưởng đấy là chiết xuất toàn bộ từ thiên nhiên, và cái hương vị cacao khi mà ăn vào sẽ giúp cho mình cảm thấy thư giãn nhiều hơn. Mỗi một ngày trước khi đi làm, Hà sẽ sử dụng nửa viên kẹo, và chỉ trong vòng 2 tuần Hà đã giảm được 4 cân mà không hề có sự mệt mỏi nào. Đúng là dạo này cũng thấy eo ót hẳn rồi đấy, mà đúng rất là lạ, một thời gian rất là ngắn. Thế nhưng mà có một cái vấn đề là em muốn chuyên gia tư vấn, bởi vì trên thị trường bây giờ có rất nhiều những cái sản phẩm mà họ làm cũng hiệu quả, thế nhưng mà không có một cái sự cam kết và cũng không có một bảo hành. Đây này, có bảo hành đây này, thế thì yên tâm quá rồi. Cam kết hiệu quả giảm cân từ ngay hộp đầu tiên, giảm từ 3 đến 10kg bao gồm cả, lại có cả thẻ bảo hành, thế này thì yên tâm quá rồi còn gì. Thế thì tăng cân này, đây là giảm cân này, và lại sắp tới lại có cả tăng cân nữa, thế thì tuyệt vời. Các bạn ạ, sản phẩm dành cho người giảm cân này thì rất là tốt rồi, nhưng Hà cũng có một lời khuyên dành cho tất cả các bạn gái nữa, là chúng ta đừng ỷ lại ở bất cứ một loại thuốc giảm cân nào, mà ngoài cái vị thuốc này ra, chúng ta còn phải kết hợp với cả ăn uống làm sao khoa học nhất các bạn nhé.